positive. Vaccine nyo ba? Qua xong về chị ơi, em dương tính rồi là thôi luôn. Chị bị Covid chưa vậy Hoàng? Chưa. Chưa hả? Tiêu không? Sơ ba chị mày định mà em hả? Em bị rồi chứ nó không bị gì Hoàng. Nó bật âm tính mà, nó có dương tính đâu. Chị bị nhưng mà chị, nó test nó không ra, hiểu không? Chị vẫn bị mất mùi, chị bị đỏ mắt, nhưng mà chị test thì nó vẫn âm tính, nên là chị không biết là chị bị hay là chưa. Có người hành dữ lắm ấy. Hả? Có người hành. Ừ. Nhiều người thì họ thấy họ mệt chỗ này họ kia đồ mà. Chắc cái ấy nó ít quá ấy. Cái nồng độ nó nhẹ à. Chị cũng không biết là chị bị hay là chưa luôn. Chưa test dương tính lần nào hết. Anh của em thì bị nặng, còn em thì em đi nhong nhong. Nè, bị Covid mà đi nhong nhong nữa. Thế là không, nó không có bệnh nặng gì đó. Mình ăn uống bình thường nhá. Còn anh em thôi á, nằm ly bì nằm từ sáng đến tối đến sáng luôn. Đây vậy? Ừ, sốt vậy á. Bị hầu đầu tháng 1 á. Ừ. Đầu tháng 1 đi xong bị. Đi đâu về bị? Đi làm. Đi làm có cái anh kia. Anh bị sốt rồi, xong cái chủ quan á. Ừ. Xong lây hết luôn. Bị quy cái công ty luôn hả? Bị sốt mà còn không ấy thì thôi chứ. Vẫn mình nghĩ mình bất tử hả? Trong ai cũng dính hết. Ai cũng bị ép không hết. Ông nói bị nói gì không? Không. Chủ quan quá mà. Ừ. Bị một tầng luôn. Xong lây hết luôn rồi. Thấy anh vậy á, xong ra mua về test thử. Test anh dính xong cái 3 ngày sau dính hết công ty luôn. Đi nhanh thiệt chứ. Ừ, tiếp xúc một tí nó đã bị rồi, không chi về đây chứ tiếp xúc hàng ngày. Tiếp xúc hàng ngày thì khỏe cơ nào thì nó cũng gục thôi em. À, rồi cũng sẽ bị thôi. Xong rồi công ty đóng cửa à? Đúng rồi. Cái công ty em bán qua mạng chứ đâu có bán trực tiếp đâu mà. Có bán trực tiếp mà chị. Ừ. Ai muốn đến thì đến lấy, đến mua. Có ai mua không?
tiêu chày sống mà nguyên một kho vậy, tiêu kho gì nó không có đó. Chỉ muốn gì đó mỹ phẩm, nước hoa, son hay quần áo hay túi xách hay gì dép gì nó có đó, mà muốn bán cái gì thôi. Ví da nịch đồ này kia gì nó có chứ, đa cấp luôn đó này, có vàng đồ này kia luôn, cái gì nó cũng có, bán trang sức luôn. Chúng muốn bán cái gì, nghĩa là muốn bán gì là có, coi đây mới bán à. Bữa hôm lớp mình thấy kênh TikTok của chị ấy. Khiếp. Khiếp gì mà khiếp? Kiểu kênh TikTok nó ra tiền. Follow chưa? Follow mới thấy chị. Follow đó thì thấy chị. Có video 1 triệu mới được coi luôn, khiếp thiệt. Trời ơi, bây giờ 4 triệu mấy, chẳng hơn 5 triệu rồi cơ cưng. Nhanh thiệt. Có mấy cái vụn chỗ cái lỗ mũi. Đâu phải tụi mũi đâu. Ngay chỗ dưới chỗ mũi đó. Có nhiều cái tai mà. Cái triệu view cơ mà. Ừ. Cũng xem lúc nào. Thì qua kia gì ở đây nè, nằm dưới mép mũi chỗ đây nè. Cái lỗ tai đó, đó ơi. Lỗ tai hả? Ừ. À, người ta giống mép mũi quá. Ông làm như ông không có ấy. Giờ em thấy hả? Hồi xưa hình như em có lộ cái quay tay tao đụng gì nữa. Đúng rồi. Em nhìn tưởng là lỗ mũi. Cái mép lỗ mũi. Dưới cái lỗ tai của người ta. Hạnh ơi, lấy cái bông nhúng nước Hạnh ơi. Có một đợt em qua đây đợt ít mụn nên là em đã bị Covid chưa? Đợt nào chị? Có cái đợt... Đợt em chạy qua lần đầu tiên rồi. Ừ. Em bị trước rồi mà. Bị luôn rồi. Đó, lúc đấy đã bị rồi đúng không? Đúng rồi. Lúc đấy đâu có mụn đâu. Không, kiểu uống thuốc xong rồi vài ngày sau, tuần sau nó mới nổi lên. Là người em á. Là người... Hạnh ơi, nói trong người muốn mụn cũng xùm. Nổi cục đỏ 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 vậy. Cái gần tay vậy. Bây giờ lưng cũng bị luôn hả? Đúng rồi, nhiều lắm vậy. Mà đau quá. Cục đỏ 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 vậy. Nó không có giờ đau nó bị hả? Ừ. Nhưng mà nó đỡ hơn phần. Nó tự lên, tự lành hay gì. Sao nó thâm đen cho coi, tự lên tự làm là. Bó tay. Mị có biết em có uống thuốc không? Có chứ. Xong mũi lùm ra. Chứ không có triệu chứng đâu cần uống thuốc đâu ba. Triệu chứng thì có, em thấy đau đầu thôi. Đau đầu thôi, không có gì hết. Đau đầu hả? Ừ. Mỗi chị cũng bị đau đầu, tự nhiên bị đau đầu. Chị bút cái hình là đòn vô cái đòn xong luôn. Hết luôn. Nó chưa kịp xuất hiện rồi diệt bà.
chờ chút nha Nga ơi. Good. Cho cái bao tay hãy rách bà cho hai cái đi. Bộ này cứng quá. Cái này nó đâu có xi nhê gì như hồi xưa em bị đâu nhỉ? Trước đó chị. Ừ. Trước cũng phải không hả? Rồi sao? Hồi đó bị nhiều đó. Hồi mới đến ấy. Hồi mới đến như cây lú á. À mạnh luôn hả? Về như cây lú á chị nói. Không có chỗ nào mà không có. Ừ. Lúc đó anh nghĩa kêu đi cũng cũng đầu đi không cũng đầu đi thì ông nghĩa ông kêu đi xong rồi mới đi gì. Đúng rồi. Nghĩa cũng mất tích luôn rồi. Nghĩa mở chi nhánh dưới kia đi thôi. Chứ những bình thường gì dưới kia. Ý là Nghĩa làm chỗ khác hả? Không làm ngoài này. Nghĩa là anh Nghĩa anh lấy vợ, vợ là em của chủ á. Ghê vậy? Ừ. Cua luôn em chủ luôn. Em của chủ á, xong cái cấp cho cái chi nhánh dưới đó làm dưới đó luôn. Ủa Nghĩa lấy vợ luôn hả? Lấy luôn hả? Lâu chưa? Lâu rồi. Ừ. Không nhiều đó chị, ăn mất tiền thì cũng làm gì biết. Đúng rồi. Để ăn mà quên luôn tiền. Thật luôn á. Chị ăn giờ để đâu vứt đấy, để đâu quên đấy à? Sao thì tiền lớn vậy mà quên hay. Nhớ không nhớ không? Không biết là mất tiền luôn ấy.
ngày hôm đấy đâu nhớ đâu, đến sau ngày mai. Nhưng khi ngày mai đi tìm cái tiền làm gì ấy, lúc đấy mới biết là mất tiền đấy. Lúc đó kêu hưởng lấy tiền đi ăn đi nhậu chi. Cũng đâu có biết đâu, đâu có biết mất đâu, đâu biết mất đâu đâu. Sao mới chụp đèn lên hỏi. Trong số tiền lớn quá mà biếu. Bên đây hình như hai mấy triệu, hai mấy hay ba mấy gì. Thay cứ thay cục tiền là thay lớn rồi. Không, lúc đấy mới mất số tiền đấy chứ chả có chẳng mở xe ba được. Còn số vốn mà đưa mất mất. Nhưng số bạn số không mất của ai gì ấy. Ai mất thì mất chứ bà có mất đâu mà. Giống như chị Quyên mất điện thoại thì mất chứ bà mà đâu có mất đâu. Chứ là nếu mất điện thoại mà không mất iPad thì coi như chị quên xui đến cửa nào luôn. Bữa nay không đi làm mà nghe. Có thì làm xong chạy qua nhá, nghỉ trưa em chạy qua đó vậy. Nghỉ trưa hả? Ừ. Nghỉ trưa đến mấy giờ? Nghỉ đến 1:30. Hả? 1:30. Xong chạy qua làm. Chứ đâu có thời gian đâu. Ok, dạo này công việc bận bịu quá hè. Bận bịu từ lúc giờ. Từ khi em vô làm tới giờ. Chứ có đi học nào không? Không. Nghỉ học luôn à? Đúng rồi. Bỏ nghề luôn hả? Bỏ nghề. Anh em hình như cũng đâu bỏ, cũng đâu làm nghề đấy đâu đúng không? Đúng rồi. Ai dẫn dắt em vô con đường đấy vậy? Anh em. Đâu phải cái ông lấy vợ đâu đúng không? Anh lấy vợ cho anh nào? Ông này ông lấy vợ đây hả? Đúng rồi. Anh em xin là bao nhiêu vậy? À. Ông lấy vợ đây. 98. Ủa, thằng nhóc mà bị suýt chết đuối đó nó có để gì chứng gì không? Không được. Bình thường đúng không? Ừ. Nó hên hơn chứ. Hên hơn. Ừ. Chút nữa không thấy mặt nhiều luôn. Ừ. Cứu được đúng thuốc ba đời luôn á. Đỡ dữ lắm luôn á. Khi từ mình nghe điên hồn bố mẹ nghe thôi chút xíu luôn. Ừ. Mấy tuổi ta? Đây học 6 rồi. Ừ. Mà lúc đấy ai vớt được nó lên? Bạn của bố. Bạn của bố làm rẫy dưới đó. Ừ. Gần nhà. Cứ bạn đó bạn chết thăng luôn. Ừ. Chú tên Tấn. Coi như là bố thứ hai luôn này đó.
không vớt nó lên. Cứu lại được cuộc đời rồi. Chắc là không tiêu luôn. Nó chìm mà. Nó uống nước thì quá nó chìm mà. Nó ngâm thử rồi. Chốc nữa không thấy đó. Bây giờ giống như đánh nhau với thần chết để cứu nó về luôn đấy như này. Nó chỉ hiếm rồi mà như vậy mà sống được lắm. Dớt lên xong mới chốc ngược nó xuống. Chốc ngược nó xuống thằng nước nó lòi ra xong mới tỉnh rồi chở đi bác sĩ. Đối diện với thần chết rồi đó. Chắc khiếp ba đời luôn á. Biết dám xuống nước nào. Nó tỉnh dậy nó không, nó kêu tập cho nó đi bơi. Ủa dê vậy? Ừ, nó nói gì đó. Tập nó bơi đi. Chị hồi xưa giờ bị, chị bị suýt chết đuối một lần. Giờ chị đâu dám xuống nước đâu. Không dám tập bơi luôn. Nó ngợp á. Hồi nhỏ nghịch đấy, đi tắm ao tắm hồ đấy, rớt một phát xuống dưới nước luôn. Mình có tắm đâu. Cái suối đó là nhiều người chết lắm rồi, chỗ mà thằng em sắp chết đó, nhiều người chết lắm rồi. Nó không sâu mấy đâu nhưng mà nhiều người chết lắm rồi. Thì giống như nó ở dưới nó kéo xuống rồi, nói chung là ao hồ là sợ lắm. Hồi đấy chị mong có thằng bạn chị là chị chết rồi đấy. Em suýt chết mấy lần đó luôn. Chết chết. Kiểu là học đi học ở cơ sở mà cứ thứ năm là học 2 tiết rồi vậy. Về sớm em rủ ra tắm. Không còn lại biết bơi hết mà ra suối tắm. Như tiệc. Máu vậy. Có lần sắp chết là thằng em họ kiểu là có bình nước mà mình hay uống 10.000 á, 12.000 chị, bình xanh xanh á, cho nó ôm không nó bị trôi ra giữa dòng nó lật mẹ quá, xong nó chìm nghiêm xuống, kéo nó vô mà nó phi ra nó bám người em á, nó sắp chết nó luôn. Lúc đấy thì còn biết gì nữa đâu. Bám được cái gì là bám à? Nó kẹt tay, nó ôm chân. Xong cái nó bị, xong cái nó đè, nó không kêu uống mấy ngụm nước. Xong cái em đi vô. Hồi lúc đó chỉ còn hai chân cử động thôi, với cái tay hết cử động nó. Nó ôm cứng rồi. Nó ôm chật cứng rồi. Quán hồn luôn. Giờ biết bơi chưa? Em biết rồi chứ. Khi nào sau này thằng em của em thành vận động viên bơi lội không? Chắc vậy quá. Phục hồ quá. Cũng có mấy đứa bạn tốt quá mà. Thấy em bị chìm cái đó chạy giờ ngủ hết. Trốn hết. Ủa? Vậy luôn á hả? Ừ. Cái đó còn nhỏ mà. Đúng rồi, thấy nó mắc hồn. Rồi làm sao mà ông kia ông thấy? Không biết. Không biết cái khúc đó sao mà thấy được. Mình đang cứu ra. Thần kỳ quá. Thì không như lúc đấy là sống một cách thần kỳ rồi nè.
Cái bộ mì phẩm bên đây cũng mắc phết đấy gì nhỉ? Mắc. Nhiều người mua không? Nhiều lắm chị.
sang tim ưng nữa, sang chân tâm lý rồi nó chạy. Cố lên xíu đi. Ai biết đâu, em kêu. Quay sáng này. À. Thôi được rồi, nhiêu đó được rồi. Quay chị.